trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Anh gửi từ anh đầu tiên trước này. Đây anh. Đây chú. Đây anh. Rồi. Đây anh Nhiên. Đấy anh Nhiên. Còn ba người ở đây. Hai người rồi, hết rồi. Đây anh, em gửi anh luôn này. Vâng, đây, em gửi anh, rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì rất là mừng các bác ạ. Trời thì cũng đã hưởng nắng lên một chút rồi. Và mấy anh em thì lại tiếp tục là chở cái phần cát vào các bác. Ê! Anh à? Lên muộn gì anh? Sớm rồi gì nữa? Xe của anh chở được 13 đằng sau rồi nhờ? Xe này 13 rồi. Thật sự thì hôm nay có nói với cháu Lực rằng là hôm nay em mới đi hộ nhà chú. Đi hộ nhà chú chở vác cây ấy cô bác, thành ra là không có ra bên này được. Đấy, phần cắt chát này thì bây giờ chở được đã cũng được một nửa rồi. Đấy, bên này thì chỉ còn cắt xay thôi cô bác này. Cắt này thì vẫn dùng cắt là mình xay xong là mình để đổ nền nữa. Nó gọi là cắt tổng hợp luôn đấy cô bác. Hôm nay mấy người chở đây anh? 8 người. Dạ? 8 người à? Đông người này thì chở nhanh thôi nhỉ? Vâng. Và... đường thì bây giờ vẫn còn đang khó đi này cô bác này. Đấy, nhưng mà các thanh niên thì cũng đang bảo là ở nhà không có việc gì để làm ấy, cho nên là cũng chở luôn. Có một số thanh niên như thanh niên Vân thì hay chở thì đã đi làm rồi. Vân đi làm rồi đúng không? Vân đi làm tận đâu ấy? Chiêm Hóa. Chiêm Hóa à? À, Chiêm Hóa là Tuyên Quang đúng không? À, còn em Vân thì em mới đi làm ở tận Tuyên Quang rồi cô bác, không có lên, không có tiếp tục để mà chở được nữa. Xe chở được một bao hai bao? Một bao rồi. Một bao rồi à? Hôm nay xe này, ngày mai xe bên kia đó nhở? Hả? À, dạ. Xe kia thì hôm nọ còn một ít, hôm nọ cũng thuê mấy thanh niên để chở này, nhưng mà chở chưa hết đấy. Hết rồi. Hết cái gì, bỏ lại ấy. Ở kia có một chỗ là cắt, còn một chỗ là đá mà. Dạ. Xe, một xe 7 khối thôi mà. Xe này cũng 7 khối à? Xe nào cũng 7 khối. Hôm nọ ở đây là có một tí cắt, một tí đá ở đây này, một đá ở đây là chưa chở hết này. Xe này có thể là lên giá một tí nhờ, nếu mà nó to hơn đấy. Nhưng mà phần đá bên kia là không có chở đâu, bao giờ dùng hết kia thì mới chở sau. Lên là lên bao nhiêu? Hả? À? Lên là lên bao nhiêu?
lên bao nhiêu thì anh em mình nói sau. Đấy, tí nữa chở hết anh em mình nói. Đóng này xong á nhỉ? Vâng, đóng đi xong á. Cái kia tính sau. Vâng. Ê, vật liệu thì bây giờ chở hết hai xe cát này nữa cô bác này. Và cái phần tôn với lại sắt thì lúc đấy phải dùng người để vác thì mới được rồi. Còn độ là mấy tấn xi nữa, với lại thêm sắt tôn với lại gạch nữa cô bác ạ. Ôi nó mà đất quá thì đừng có hót anh ạ. Cắt này ấy. Mình để cái này cắt chắc mà. Vâng, để cắt chắc đấy. Đất quá thì thôi mình không hót nữa. Ở bên kia sáng nay Sử có lấy tấm bạt dài dưới không anh? Tấm nó bé rồi. Tấm bé à? Ừ. Vâng. Chắc 2 mét rồi mà. Vâng. Vậy thế thì bây giờ em lại ra bên kia để tìm bạt để phủ bên kia, dài bên kia nữa. Ừ, tìm xem có cái bà nào. Vâng ạ. Ừ, nếu mà không có thì tí em cắt cái phần bạt là xi đó, bạt các bạt là xi ra hết đó. Có đâu. Bạt là xi có mà, bạt che xi á. Bạt che xi kìa. Vâng. Cắt ra để cái phần mình... cái vâng vâng. Cái bạt sáng nay thì bé bé rồi. Bé bé à? Vâng. Xe của anh thì bóng đầu không? Một bao không sao đâu mà. Một bao không sao à? Chở hai bia thì đi được nhưng mà cái đường ở dưới kia có... Vâng, à xe của anh là có giá đúng không? Ừ. Chở hai bia thì sao? Vâng. Đó. Ui anh này là cao lắm nhỉ, anh mét mấy thôi nhá? Sáu mét bảy rồi đấy. Ồ, mét tám á. Em đây mét sáu rồi này. Chắc là mét bảy gì đấy. Tầm mà mét độ 75-77 là đến đấy anh nhở. Anh như anh này có một con xe in như này các bác. Xe in như này thì để nói là rất là thích hợp cho vùng cao ở trên này luôn. Tại vì gầm của nó rất là cao. Con này thì nó khỏe là 130 à hay là như nào anh? 110 à? Không biết, để xem. Biết đâu, mình xem nào, in bao nhiêu Z-Tech à? Ừ, đúng rồi. 110 hay sao ấy, bằng một xe quay ấy, khỏe bằng một xe quay. Con này bô nó rất là keo, kêu nó giòn đây nhở. Thế à? Hôm nay thời tiết nắng với con lạnh thuyết đấy nhở. Sáng nay, lạnh lắm. Mặc dù thời tiết đã hưởng nắng lên rồi cô bác nhưng mà còn là rất là lạnh. Bây giờ thì cũng là theo chân các anh đi ra bên kia để xem là hôm nay các anh đổ như thế nào cô bác. Chứ cháu mày nha. Anh cứ đi trước đi. Con đường này thì phải nói là các anh đi quen rồi, thành ra là mới đi được các bác này. Hôm nay thì các anh vẫn ra bên này để sửa một chút nữa thì mới có thể là chở được vào. Đoạn mà đất đen đen này chỉ cần là mưa một tí thôi là rất là trơn luôn rồi. Đây thì Tuấn Lực cũng đã nói chắc là khá là nhiều lần rồi. Cái tiền mình mua vật liệu cắt đá này ra đến điểm trường kia thì nó cũng độ rẻ rẻ thôi. Nhưng mà đến lúc mà mình vận chuyển được đi vào cái nhà của em Ma Sử kia thì nó lại đắt ở cái đấy cô bác. Nó có thể là nó sẽ tiền vận chuyển nó sẽ hơn một xe cắt luôn đấy. Ôi trời. Có vẻ nó hơi trơn.
nhà ở dưới này thì cũng đi mua gạch về cô bác này, nhưng mà mua bằng gạch đi không phải gạch đỏ, vận chuyển là vật liệu thì cũng khá là xa. Trong thời gian qua thì lúc mà cháu Lực tiến hành vào làm nhà ba ông cháu cô bác, nói là cháu Lực cũng khá là ít tuổi, thành ra là cái kinh nghiệm để mà xây dựng thì cũng chưa được có mấy. Nhưng mà cũng rất là may khi mà có tất cả các cô bác anh chị và tất cả các mạnh thường quân và khán giả trên kênh nữa luôn luôn nhắc nhở cháu Lực từng tí một để làm sao mà cháu Lực hoàn thiện cái ngôi nhà ba ông cháu một cách mà nó hoàn hảo nhất. Bây giờ thì hầu như là cháu Lực ở trên này suốt thì các anh thợ thiếu những cái đinh gì thì chỉ một hai đinh thôi đều gọi cho cháu Lực cả các bác ạ. Xe thì phải nói là một cái dừng, một cái xe nó dừng rồi thì xe kia mới đi được. Hôm nay thì có vẻ như nhà chú của Sử ấy cô bác cũng chuẩn bị làm nhà hay sao ấy. Tôi được thấy là cưa rất là nhiều cây ở trên kia. Sẽ khỏe phết anh à. Đấy, cố lên nhá. Đây đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là nhà chú của Sử của bác cũng chuẩn bị làm nhà này. Ui nặng hết nè, chỗ này tầm bao nhiêu cân đấy chú? 100 cân hổ? Không có. Không có à? 70-80 cân đấy, cái khúc gỗ này. Đây ở đây thì đường vẫn còn trơn cho nên là mấy thanh niên là dùng cái vỏ chấu để mà giải đây này cô bác để cho nó đỡ trơn đấy. Ở trên vùng cao nếu mà nhà nào mà làm nhà gỗ cô bác phải nói là đấy được những cái cây cành gỗ về để mà làm được những cột nhà thì cũng phải là tốn một cái sức rất là nhiều luôn đấy cô bác. Ở đây thì chắc là một tí nữa cháu Lực phải dùng bạt để mà giải lại một chút cô bác. Ô bà thì vai mới lạc mà. Này phải lấy trâu chớ chứ nhờ. Trâu kéo mới được ấy. Ô bên này chắc là bây giờ phải cắt bạt ra một tí xài đây rồi. Không là nó không... không làm một tí là hỏng hết rồi, hỏng hết cắt đấy. Ừ. Vâng. Có mà em cắt bạt kia, bây giờ cắt bạt kia mà. Giải thêm bạt đi. Vâng. Vâng. Tí nữa em giải ra bên kia, các anh cứ đổ ra bên kia nhá. Kia vào đường rồi, có cho đổ không? Đổ mà. Đường à? Đổ. Em đổ vào. Vâng. Giải đi. Hay ở đây thì xi là hiện tại bây giờ còn độ tầm hơn 1 tấn rồi các bác ạ. Bạt này thì dài bạt này ấy, nọ mua lên là khá là... phủ ra cái lớp bên này luôn. Được nhá, được nhá. Ý bảo có thanh niên kia là đổ hết ra đây thôi.
Pepsi thì còn độ là 15 bao nữa. Tầm mà 15 bao nữa thôi. Ở đây thì sáng nay Sử cũng có mang một cái lớp bạt ra giải đây được cô bác này. Giải một tí rồi. Giờ lấy xẻng xúc ra bên này một tí cũng được. Thấy các anh thợ thì đang trên đường lên trên nhà của ba ông cháu rồi. Thế vừa rồi thì tấm bạt nó dài quá, cho được nhìn thấy dài quá nên là cắt ra làm đôi cô bác ạ, để một nửa thì có thể là che cái phần siêu này, một nửa thì mình có thể để được cái chỗ phần cắt cắt chắt này lấp lại một tí đã, để cho tí mấy anh em đổ dễ hơn. Tí về này, chỗ này là dính về phần đất rồi. Sử thì không biết là đi tận đâu. Ô, vừa rồi thấy cô gì xuống đây nhỉ? Hoa. Này tí mấy thanh niên cua xe ở đâu nhỉ? Chắc là cô người ta này ra bên này cua thôi. Nói là nhà của ba ông cháu cô bác chỗ này thì hôm lọ đào thì cũng rất là hẹp, thành ra là bây giờ chở vật liệu mọi cái vào thì cũng lúc mà mình quay xe thì rất là khó. Hôm nay thì cháu được cũng rất là vui khi mà có chị Nguyệt Thúy ở bên Mỹ có lại gửi tiền quý vào làm nhà của ba ông cháu nữa, và vừa là gửi tiền cho mấy anh em, gọi là thưởng cho mấy anh em chở cái phần cắt này cô bác này. Thì hôm nay thì có như kiểu Vân thì Vân đã đi làm xa rồi, chắc có khi là cái phần đấy thì sẽ nhường lại cho bạn khác cô bác. Ở đây thì chị cũng có nói với cháu Lực rằng là mấy thanh niên mà ra giúp hộ Sử chở cát đấy, cho nên là chị có gửi là 3.500.000 cho mấy anh em, là mỗi người là 500.000. Tổng tất cả chị gửi cho cháu Lực là hơn là 13 triệu. Hơn một tí nữa thì mấy anh em chở được gần hết rồi thì cháu Lực sẽ trao cái phần quà này cho tới mấy thanh niên luôn, để cho mấy thanh niên có thêm cái phần tiền đấy để mà sửa sang lại xe cộ một chút cô bác. Nay thì không biết là ông có ở nhà không. Dê ơi, dê gọi ông thì không thấy ông trả lời, chắc là có khi là ông đi chăn trâu hay là cũng là đi giúp nhà chú sao rồi cô bác. Nhà thì hiện tại là Sử thì cũng không có ở nhà, ông thì cũng không có ở nhà cả. Đội thợ thì một tí nữa đội thợ mới lên đến đây cô bác ạ. Ôi. Ai? Anh phi đây luôn này. Bây giờ em sửa lại cho đấy một tí. Phi lên luôn. Đấy, phi lên luôn. Từ phi lên luôn, để em dưới xe cho. Anh phi ra kia đi. Đấy à, đẩy mua không? Đúng rồi, đẩy à.
Đường cũng khó đi anh nhờ. Khó rồi. Vâng. Đây em bỏ ra, em bỏ ra. Bỏ bao chứ anh? Bỏ đấy. Cái này nhanh hơn. Nhanh hơn à? Này đó có khi không đến một ngày đâu nhờ. Từ anh chắc xe nha, chắc xe nha. Chắc xe nha. Ui. Ui bài nặng phết đây nhờ. Nặng lắm. Chú này ở tầm độ 60-70 cân đấy. Đây. Hôm buổi sáng sớm lên thì phải nói là khá là lạnh các bác ạ. Được không ấy? Đẩy không? Thời tiết thì ấm lên một chút rồi nhưng mà vẫn còn là khá là lạnh. Sờ nước thì run cập luôn anh nhỉ. Sau này phần phía bên mà các anh đang để xe đây cô bác này cũng độ đâu đó tầm độ 3 mét thì đủ để xe cộ mọi cái rồi. Đấy, ở bên kia thì cũng có nhiều các bác nói với cháu Lực là không có bếp lò à. Bếp lò thì hiện tại là đang để cái phần cắt xay này cho nên là cháu Lực chưa có thể xay được cái phần bếp này cô bác. Đấy, cái phần đang để cắt xay này là cái phần bếp với lại thêm một cái bếp bếp củi nữa cô bác nhé. Cái ngôi nhà của ba con cháu thì tất cả đều làm hoàn toàn là bằng gạch đỏ hết cô bác ạ. Không có một viên gạch bi nào. Cái gạch đỏ này thì người ta đã nung trước rồi, thành ra là rất là chắc chắn gạch đỏ này. Bà con ở trên này làm thì không ai làm bằng gạch đỏ đâu cô bác. Toàn là làm bằng cái gạch bi kia cả thôi. Các anh thợ một tí nữa lên thì cháu sẽ cập nhật cái tiến độ mà hôm nay các anh thợ làm tới đâu cô bác nhé. Anh như hôm qua thì anh Vinh cũng đã chia sẻ lên cho cô bác anh chị là cũng biết rồi rằng là bây giờ cái gạch phần gạch của nó đang còn đang ướt quá nên là không có dám xay. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cái này là 4 người bác à? Vâng. Ủa, cái này độ tầm bao nhiêu tấn đấy? 2 tạ, người cây này 2 tấn này. Hôm nay hội là chú à? Vâng. À, bác xa không? Có. Ấy. Có. Vâng. Đây thì bà con ở trên vùng cao thì hoàn toàn là được làm bằng cây sao mộc cả thôi cô bác. Nhỏ nhỏ nè, tận tóc tích được tí cuối thế này ha. Đi chưa? Sáng nay em lấy bao kia cho các anh à? Vâng.
Đi chưa? Nhìn chín ạ. Một người vác không được à? Không được đâu. Không biết nổi. Không biết nổi đấy nhỉ. Ở đây là giúp hay là như nào? Giúp thôi à? Là mình đi trả công chú đúng không? À, hôm nọ thì chú có sự không ra là chở giúp gạch đá ấy, có bác. Ôi trời. Dùng 4 người để khanh một khúc gỗ này này có bác này. Trước kia thì chú cũng đã được đi hộ nhà mình rồi, bây giờ mà nhà chú làm thì mình không đi hộ thì thành ra là không có được ấy cô bác. Đấy, nếu mà để mà làm được một cái ngôi nhà sàn thế này thì phải nói là vận chuyển còn vất hơn cả làm nhà si ấy. Ấy. Ôi ôi ôi. Xe đổ rồi. Hây. Hây. Ồ. Ồ. Bấm ngô nô. Xe đắm được vô nô. Mày lát láng chi. Được không ca? Một mình không vác được ca? Được. Chả con là không vác. Đồ xuống kia không phải mà. Đấy. Lăn hẳn xuống kia đi. Xe này không có phanh à? Có đâu. Ô. Phanh là trước không ăn này. Ồ, xong rồi, thắng rồi. À, xong nó không xuống. Tài thật đi phanh không có phanh được trước. Có được. Thắng rồi. Không đi sửa đi à? Không. Thế mà xuống được chỗ này này. Đẳng cấp đấy nhờ. Đấy, xe này thì phải nói là các thanh niên ở trên vùng cao thì mới đi được cô ba ạ. Phanh đằng trước thì không ăn rồi, ăn nối phanh đằng sau. Thế bây giờ thì cháu Đức cũng sẽ di chuyển ra bên kia xem là mấy anh em chở đến đâu rồi. Hay một tí nữa các anh thợ quay lại rồi thì cho được xé ra đây, cập nhật cái tiến độ mà các anh thợ mà xây dựng tới đâu rồi các bác này. Hôm qua thì các anh vẫn lên anh Hủ, xong là trong vật liệu nữa. Sáng nay thì các anh xếp gạch ra bên cái chỗ mà phần nhà bếp kìa các bác, à phần cửa sổ kìa. À không, phần cái phòng ngủ kìa các bác à. Các anh thợ xếp gạch lên đấy hết rồi. Các anh thợ bảo là cho các gạch nó khô một chút thì mới dám tiếp tục mà xây dựng được. Chứ gạch ướt quá không dám xay. Thời tiết mà cứ ủng hộ như này thì độ tầm gần một tháng thôi thì nhà ba ông cháu sẽ hoàn thiện rồi. Hay ở đây thì cháu Đức cũng không có dám hứa với lại ba ông cháu rằng là sau này sẽ giúp ba ông cháu đổ cái phần này hay là như nào nữa. Cháu Đức chỉ nói với ba ông cháu rằng là sau này nếu mà số tiền đấy còn dư ra thì có thể là giúp cho ba ông cháu làm một cái con đường từ trên kia xuống độ tầm 1 mét để cho cái con đường này em xử đi nó thuận tiện hơn một chút. Chào không? Còn bao nhiêu bạn đấy nhỉ? Không biết trong túi kia còn không? Chị ơi, trong túi kia còn kẹo này không? Còn đúng không? Mỗi bạn thì được một con đấy nhá. Nhá, mỗi bạn được một con đấy nhá. Đây, được bé ngoan nhỉ, cho chú xem bé ngoan nào. Cho chú xem một tí. Ây da, bé ngoan đấy nhở. Hôm nay thì
đến cuối tuần rồi cho nên là mỗi bé là được một cái bé ngoan rồi. Đây chú giả này. Đây. Còn bạn nào nữa? Xin đi nhờ. À cô giáo không dạy xin à? À sống thánh đi. Đây. Đây còn hai bạn kia nữa. Ôi chú thôi, không phải cô đâu. Đây. Cùng chú thôi. Đây bạn nhỏ lên này. Ơi. Như kia còn bên mấy bạn nữa nhỉ? Mấy bạn này có mấy kẹo không? Hả? Tí lẩu. Tí lẩu ở đây chú cho kìa. Tí lẩu. Tí lẩu. Tí lẩu. Tí lẩu. Đổi lấy bé ngoan nha, đổi. Nha, đút túi nha. Lấy nha. Đây. Còn ai chưa được nhỉ? À đây, còn bạn kia nữa. Ôi giời, con anh à? Con anh à? Ngồi thế này nguy hiểm không? Cho con đi về luôn à? Đấy. Nó thẳng đi, ba bạn kia đây. Chú cho kẹo này, ra đây, chú cho kẹo này. Ra đây, chú cho kẹo. Xin đi nhỉ? Biết xin không? Hả? À? Xin chú. Rồi, xin chú thôi, không phải cô. Xin chú. Đây, bạn này nữa. Rồi. Tí lẩu có ngoan không hả? 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 Mấy bạn kia lấy kẹo không? Đây, tí lẩu, ra đây. Đây. Em vần ra đây. Ây, rồi ôi. Hôm nay anh nghỉ rồi hả cô? Vâng. Anh Vân đi đâu rồi? Anh Vân đi đâu? Hả? Anh Vân đi đâu rồi? Đi làm rồi à? Đây là hai em của Vân này. Đây. Ôi, hai bạn này sinh đôi hay sao nhở? Vâng cô ạ. Hôm nay được bé ngoan, mai là nghỉ rồi cô. Tí lẩu. Xuống đây. Đi kẹo không? Thanh niên này nay không đi học à? Mới học về à? Ủa, học về đi về đi, đừng có chờ đây nữa, đi học về phụ bố mẹ đi. Hôm nay có một mình cô lên thôi à cô? Dạ. Sắp xong rồi cô ạ. Dạ vâng. Dạ. Ôi, ống xá đấy. Dạ, chú bế lên nào. Đây, cô ngồi lên đi cô. Đấy, cho em ngồi trước nha. Rồi. Ôi, hôm nay bạn này được kẹo chưa? Hả? Được rồi à? Nhưng mà sao lại khóc đi? Khóc đi. À, vô đây là khóc à? Nhà cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Bây giờ vận chuyển hai cái đống cắt này vào nữa thì cái phần vật liệu đã hầu như là được tầm độ 60 đến độ 70% rồi. Còn một chuyến vật liệu nữa thôi thì cũng xé xong hết cô bác. Và chuyến vật liệu kia thì có là gạch ốp này, sắt này, tôn này. Với lại thêm gạch ốp chân nền nhà vệ sinh mọi cái nữa, lặt vặt như thí dụ như là bồn cầu, bồn rửa bát thế thôi. Mấy đội thợ của cháu Lực gọi lên thì phải nói là cô bác ơi, làm cũng rất là nhanh. Mấy anh em đội thợ cũng có bảo cháu Lực rằng là cứ tập kết vật liệu hết ra bên kia đi, rồi thì các anh sẽ làm vèo vèo, cái thì là các anh sẽ xong rồi. Hay ở bên kia thì phần gạch thì vẫn còn một ít cô bác ạ. Xe của Thắng này là phanh trước không có đâu ấy nhờ. Có rồi. Ồ, thế thì bây giờ là 4 người là chở đi trước à? Đợi mới đi à? Không thì nếu mà chở đi trước thì gửi luôn trước cũng được. Tặng luôn trước cũng được. Lấy tất cả đúng không? Lấy tất cả lấy sau đúng không? Hôm nay thì cháu Lực cũng rất là vui. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói rồi, có chị Nguyệt Thí có thưởng cho mấy anh em là mỗi người thêm một ít nữa. Ở đây thì có hai chị có bác, chị Nguyệt với lại chị Thúy, cho nên là cháu Lực thường gọi là chị Nguyệt Thúy luôn. Ô, mấy thanh niên là biết hút thuốc à? Thôi anh không hút. Ê, bây giờ thì mấy anh em là mỗi người 500 nghìn nhá. Vâng. Anh gửi từ anh đầu tiên trước này. Đây, chú.
Đây anh. Okay. Rồi. Đây, thanh niên. Đấy, thanh niên. Còn ba người ở đây. Hai người rồi, hết rồi. Đây anh, em gửi anh luôn này. Vâng, đây, em gửi anh. Rồi. Đi uống bia lộ. Tưởng là lấy tiền về nhà cho vợ chứ. Tưởng lấy tiền về nhà cho vợ chứ. Đi uống bia chứ. Không có chỗ để. Có mà anh, lúc mai khác có chỗ để hết. Mai khác bố trí có chỗ để hết. Đúng rồi, đúng rồi anh. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng kia là một anh ạ, à, có mỗi loại này thôi. Đây, cái khoản này là khoản gửi cho mấy anh em thêm riêng của bác ạ. Ôi anh không được à? Đây để em hộ cho. Ôi anh sao không bảo em. Bạn ơ sao anh không lấy xẻng kia xúc cho nhanh. Xẻng đấy em để ở chỗ các cây sâm mộc ấy. Có, em vừa để chỗ mà anh hay chở cát vào ấy. À. Có một cái này em để đấy. Ê, trong cái quá trình mà anh em vận chuyển thế này thì các cô bác vẫn theo dõi và sẽ ủng hộ thêm chút mà. Được chưa anh? Cái bao đó nó bị rách chỗ này này. Rách à? Ừ. Xe anh chỉ sửa được một bao thôi nhỉ? Bao thôi. Một vác đằng sau, một vác đèo nữa. Nay độ tầm mà đến chiều là xong rồi anh nhỉ? Chắc chỗ này bây giờ chỉ còn độ tầm hơn 2 khối rưỡi thôi nhỉ? 3 khối thôi. Ô sáng nay là anh gọi cho em hả anh? Hay là anh à? Mấy thanh niên Vân kia nó đi làm rồi nhỉ? Đi làm rồi. Mấy thanh niên Vân là đi thôi nhỉ? Anh vẫn có số của anh mà. Dạ. Em vẫn có số của anh mà. Dạ vâng. Cái số của anh là cái... À vâng. Có cơn em không? Có đấy. Có ha. Hay. Ui. Rồi. Ok. Ok. Anh ấy có vẻ vui nhỉ, vui tính nhỉ. Hả? Anh nào cũng vui tính à? Mà sống là nó phải vui anh nhỉ? Buồn cái gì? Là người vốn nó mới buồn thôi. Đây. Lúc nào mà ốm thì mới buồn thôi nhỉ? Ừ. Nhưng mà tối nay là không đi học chớ lấy tiền để cho vợ nhá. Hả? Đi học chớ luôn. Bây giờ anh chỉ để đi kiếm tiền mua váy cho con cái đấy. Mua váy á? Nhưng mà mua váy để làm gì anh? Cho con gái. Sắp cưới anh? Không, con gái không được cưới chứ. À nhưng mà đến, có nghĩa là đến Tết đúng không? Đúng rồi. À. Nhưng mà đi mua một bộ này thì bao tiền anh? Nếu mà váy mông ấy. Lỡ nhau có 500, có hơn 2 triệu, có 3 triệu cũng có. À, ồ đấy đắt phết rồi nhỉ? Đắt mà. Hôm nọ em đi vào sân tàu em hỏi ấy, có bộ người ta bán 3 triệu mà. Đây, bây giờ thì lại chuẩn bị đến một mùa Tết rồi, cho nên là các chú các anh thì cũng phải bận rộn đi kiếm tiền để mà lo và sắm cho gia đình của mình cũng như là vợ là con là mỗi người một bộ quần áo mới, một bộ truyền thống của dân tộc đồng bào người Mông.
Hôm nay thì cháu Lực cũng rất là vui mừng khi mà nhận được khoản của chị Nguyệt Thí, và cũng xin thay mặt tất cả các anh em chở vật liệu xin một gửi một lời chúc và một lời cảm ơn tới chị Nguyệt với lại chị Thúy. Chúc hai chị là gặp thật nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cái thước phiêu này thì cháu Lực cũng chỉ là cập nhật cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết là anh em sẽ tiếp tục là chở vật liệu vào, và anh em đội thợ thì bây giờ cũng đang ra bên phần nhà để tiếp tục là xây dựng và hoàn thiện nốt cho ba ông cháu rồi. Thấy một tí nữa thì cháu Lực sẽ di chuyển lại, tiếp tục là di chuyển ra bên kia để quay và ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió xem là cái tiến độ của nhà ba ông cháu, là các anh thợ của cháu Lực làm tới đâu rồi cô bác nhá. Có lẽ là cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị.